Xin chào quý vị và các bạn. Đã đến thứ 6 rồi và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Tiêu điểm tuần phát sóng lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Trạm tin quốc tế. Chắc hẳn là đọc tiêu đề của video này thì các bạn đã đoán được chủ đề của Tiêu điểm tuần này rồi phải không? Vâng, lại là Mỹ và Trung Quốc, hai cường quốc giàu mạnh nhất thế giới nhưng lại là hai cục nam châm cùng chiều. Chúng ta đã từng chứng kiến hai ông lớn này nhiều lần đối đầu nhau, như là Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở vùng Tân Cương, Trung Quốc đáp lại bằng cách tố Mỹ tiêu chuẩn kép, cũng phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc với người da màu mà còn mèo che mèo dài đuôi. Rồi là Mỹ và Trung Quốc thường xuyên đá qua đá lại quả bóng nguồn gốc COVID-19 khi hai bên tố nhau là làm dò dỉ virus gây ra đại dịch này từ phòng thí nghiệm. Riêng trong tuần qua thì hai nước này sương sương đấu tố nhau hai lần, một lần là ở hội nghị thượng đỉnh về khí hậu Liên Hợp Quốc COP26 tại Glasgow, Scotland. Tổng thống Mỹ Joe Biden mỉa mai việc lãnh đạo Trung Quốc không tham dự là một sai lầm lớn, đánh mất cơ hội gây ảnh hưởng đến người dân trên khắp thế giới. Trung Quốc cũng không vừa khi đáp trả rằng hành động lớn hơn là lời nói, những gì chúng ta cần là hành động cụ thể chứ không phải là lời nói suông. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề chính của Tiêu điểm tuần ngày hôm nay quý vị ạ. Quý vị có còn nhớ rằng là vụ việc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ đâm phải một vật thể lạ trên Biển Đông hồi tháng 10 hay không? Vụ tai nạn làm tàu hư hại nặng, khiến 7 thủy thủ bị thương nhưng không ai bị đe dọa về tính mạng. Ngay sau đó thì con tàu đã đi về căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam để sửa chữa và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc này có gì mà nghiêm trọng đến mức Trung Quốc phải tham gia vào, gây ra căng thẳng mới giữa Bắc Kinh và Washington? Chúng ta hãy cùng phân tích ngay sau đây. Đầu tuần này, Hải quân Mỹ thông báo kết quả điều tra cho thấy tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đã va phải một ngọn núi ngầm dưới đáy biển, không được đánh dấu trên hải đồ. Kết quả điều tra đã được chuyển cho hạm đội 7 hoạt động ở Tây Thái Bình Dương. Tư lệnh hạm đội 7, Phó Đô đốc Carl Thomas sẽ xem xét và xác định xem liệu có bất kỳ hành động trách nhiệm bổ sung nào đối với vụ việc này hay không. Người phát ngôn hạm đội 7 cho biết cuộc điều tra xác định rằng USS Connecticut đã tiếp đất trên một đường liền mạch chưa được khai thác khi hoạt động trong vùng biển quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Như vậy, theo kết quả trên, Mỹ đã bác bỏ thông tin tàu USS Connecticut đã đâm phải một tàu khác như truyền thông đã đưa. Nhưng ngay sau đó, hôm mùng 2 tháng 11, Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ không cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời về vụ việc, đồng thời phàn nàn về sự thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm của Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc yêu cầu Mỹ đưa ra lời giải thích về ý định điều hướng của con tàu, vị trí cụ thể của vụ tai nạn, liệu nó có nằm trong vùng đặc quyền kinh tế hay lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào hay không, và liệu nó có gây ra bất kỳ vụ rò rỉ hạt nhân nào hoặc làm tổn hại đến môi trường đại dương hay không. Ông Vương nói rằng Washington nên ngừng gửi tàu chiến và máy bay quân sự để gây rối và phô trương vũ lực, đồng thời cảnh báo rằng loại tai nạn này sẽ chỉ trở nên thường xuyên hơn nếu không có bất kỳ thay đổi nào trong hành động của Mỹ. Với tư cách là bên liên quan, Mỹ có trách nhiệm và nghĩa vụ trình bày cụ thể các tình huống của vụ việc, trả lời những lo ngại và nghi ngờ của các nước trong khu vực, cũng như là cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, tờ China Morning Post cho biết quân đội Trung Quốc vẫn còn nghi ngờ về những gì đã làm hư hại tàu ngầm hạt nhân của Mỹ khi tàu này đi qua Biển Đông. Các chuyên gia quân sự cho rằng nếu tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut thực sự va vào núi ngầm thì có thể có sự cố rò rỉ hạt nhân. Gần đây, Mỹ đã cử một đoàn máy bay quân sự, bao gồm một máy bay do thám hạt nhân Constant Phoenix, máy bay phản lực trang bị hệ thống radar giám sát mục tiêu tấn công liên hoàn E-8C, hai chiếc máy bay tuần tra hàng hải P-8A và một máy bay trinh sát tác chiến điện tử EP-3E tới Biển Đông. Điều này khiến mối nghi ngờ xảy ra một vụ rò rỉ hạt nhân càng được củng cố. Nếu đó là thật, nó cho thấy vụ va chạm thực sự nghiêm trọng đến mức khiến Mỹ lo ngại và đưa máy bay đến thu thập thông tin, hoặc ngược lại cũng có thể là do Mỹ lo ngại Trung Quốc thử hạt nhân tại khu vực này. Việc Trung Quốc làm căng vụ tai nạn này được cho là do Bắc Kinh lo ngại Mỹ đổ vấy vụ tai nạn cho nước này. Ví dụ như Mỹ có thể chỉ trích tàu cá của Trung Quốc ở Biển Đông quấy rối hoạt động của tàu trinh sát của quân đội Mỹ, khiến Mỹ không thể vẽ được hải đồ chính xác. Vụ tai nạn cách đây 4 tuần có thể xảy ra ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp, cho thấy Hải quân Trung Quốc có thể đã phát hiện tàu ngầm Mỹ trên đường đến Guam nhưng không biết về tình trạng hư hỏng của nó. Căn cứ theo các bức ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, tàu Connecticut đang đậu ở một cầu tàu, vỏ ngoài không có thiệt hại nào nhưng xuất hiện một số dây cáp và một cấu trúc màu đen không xác định xuất hiện trên bề mặt của thân tàu. Tuy nhiên, phần mũi tàu có thể bị hư hại nghiêm trọng do va chạm với núi, đặc biệt là bên trong có mảng sonar hình cầu khổng lồ. Connecticut là một trong ba tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Seawolf, được phát triển cho các hoạt động vùng nước sâu để đối phó với các tàu ngầm của Liên Xô ở Đại Dương. Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, bộ ba này đã được nâng cấp và sửa đổi để thực hiện một số nhiệm vụ nhạy cảm nhất của Hải quân.
tàu ngầm lớp này có tính năng rất tiên tiến và chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Quân đội Mỹ có thể sẽ phải tốn thêm nhiều nguồn lực và thời gian để sửa chữa tàu Connecticut. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một vụ tai nạn vô cùng hy hữu và khó hiểu. Kịch bản tàu đâm vào núi ngầm dưới biển rất hiếm gặp, cả ở trong thời chiến lẫn thời bình, song không loại trừ khả năng điều này vẫn xảy ra nếu con tàu di chuyển với tốc độ nhanh. Có vẻ như lỗi của con người thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố này, ví dụ như sơ suất không tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn hoặc đánh giá sai tình hình hàng hải. Về việc tại sao tàu USS Connecticut không thể phát hiện ra núi ngầm dưới đáy biển, giới quan sát bên ngoài suy đoán rằng chiếc tàu đã sử dụng sonar thụ động khi di chuyển vào lúc xảy ra sự cố, tức là nó không chủ động phát ra bất kỳ tín hiệu sonar nào khi đang lặn dưới nước, mà chỉ đánh giá và xác định các vật thể xung quanh bằng cách nhận các tín hiệu âm thanh khác từ môi trường xung quanh. Mặc dù cách này đảm bảo được khả năng sẽ che giấu con tàu, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ đâm va vào vật thể lạ. Bên cạnh đó, thì vụ va chạm trên Biển Đông cũng làm dấy lên nhiều hoài nghi về độ chính xác trong công nghệ vẽ hải đồ và xác định vật thể lạ trên biển của Hải quân Mỹ. Washington đang sở hữu những hải đồ chính xác nhất thế giới dưới dạng kỹ thuật số và có khả năng cập nhật thường xuyên. Tuy nhiên, trên thực tế là không phải lúc nào chúng cũng phản ánh đúng các khu vực xung quanh tàu ngầm. Hải đồ kỹ thuật số vẫn còn không ít những điểm mù, nơi có thể giấu những ngọn núi có khả năng gây ra va chạm cho các tàu ngầm. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tăng cao chỉ vài tuần sau khi Mỹ và Anh ký thỏa thuận cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho quân đội Australia và chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc gửi một số lượng kỷ lục máy bay quân sự vào không phận Đài Loan, khiến cho Đài Loan lo ngại rằng Bắc Kinh sắp phát động chiến tranh. Cùng với việc Trung Quốc ra sức xây dựng các cơ sở nhân tạo tại Trường Sa đe dọa an ninh hàng hải, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, tuyến đường thương mại quốc tế trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Sự độc đoán và những động thái gây hấn của Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc đang tranh chấp với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta, về vấn đề Biển Đông. Mỹ và các nước phương Tây khác đã có quan điểm chống lại Trung Quốc ở Biển Đông và đấu tranh cho quyền tự do hàng hải. Mỹ khẳng định rằng quyền tự do hàng hải cần phải được duy trì và đã củng cố điều đó bằng cách cử máy bay tuần tra quân sự thường xuyên và tổ chức các cuộc tập trận cùng đồng minh trong khu vực. Về quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho rằng mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ luật quốc tế và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực, tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 và các quy định thông lệ liên quan khác. Ngành Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh việc phát triển năng lượng nguyên tử như hạt nhân phải vì mục đích hòa bình và phát triển kinh tế xã hội của các nước. Việc sử dụng và phát triển năng lượng nguyên tử và hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người cũng như môi trường. Nếu thực sự vụ tai nạn của tàu USS Connecticut của Mỹ gây ra một vụ rò rỉ hạt nhân, thì đây sẽ là một bê bối khó lòng tẩy trắng của Mỹ và cũng là cái cớ để Bắc Kinh chống lại các hoạt động của Washington ở Biển Đông một cách hợp tình hợp lý mà không ai có thể phản bác lại được. Thời lượng dành cho Tiêu điểm tuần đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh đến ngày hôm nay. Đội ngũ biên tập của chúng tôi luôn nỗ lực để đem đến cho các bạn những nội dung hấp dẫn và phong phú hơn, cũng như là hình ảnh đẹp mắt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong Tiêu điểm tuần lần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.